Hello, xin chào các bạn. Lâu lâu mới sắp xếp thời gian livestream một bữa. Alo, alo. Có ai xem livestream gì nhỉ? Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ livestream nói về chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân trên online ha. Cái này mình chia sẻ từ kinh nghiệm của mình thôi nha các bạn. Đâu rồi, được xin chào bạn nào nghe được mình nói có thể comment ok với mình đúng không? Say hi nào. Chào các bạn ha. Hello. Hello. Bạn nào thấy nghe được nghe rõ được cái giọng của mình thì các bạn có thể là comment số 1 với mình nha. Các bạn. Rồi, được 12 bạn rồi. Thì bạn nào chúng ta nghe được cái livestream này thì bạn có thể comment dưới mình là số 1 cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Thì để mình biết được là các bạn có nghe rõ không để mình có thể bắt đầu được cái buổi livestream ngày hôm nay. Các bạn nghe rõ âm thanh không ạ? Về video chắc là nét nha. Rất là nét, nhìn thấy rõ luôn là chim tơ kẻ tóc luôn ha. Rồi, chào Tuấn Phạm, chào Quỳnh Di, chào Nguyễn Tuyết. Chào Minh Huệ. Rồi các bạn nào nghe được livestream có thể comment với mình số 1 rồi để chúng ta tương tác với nhau ạ. Với tương tác với nhau thì mình mới biết được là có bao nhiêu. Ok. Chào Trần Thanh Đạt. Rồi hôm nay là cái chủ đề khá là thú vị dành cho nhiều bạn đang bắt đầu phát triển bản thân. Đó. Rồi. Đây, để mình share lên cho một số bạn cùng biết trên cộng đồng nha. À, hiện tại mình đang có cộng đồng về digital marketing thì các bạn có thể là tham gia cộng đồng này. Sẽ có nhiều cái khá là hay trên về marketing online ở trên cái kênh này. À, đây là cái nhóm. Đây, mình sẽ cho bạn cái nhóm. À, đây là cái nhóm mà mình đang quản trị cái nhóm này. Đó là group cộng đồng digital marketing. Hiện nay với số lượng thành viên là khoảng 218.000 thành viên. Đó các bạn. Thì đây là cộng đồng mình chia sẻ nhiều về cái việc mà trong lĩnh vực digital marketing. Thì trên đó có khá là nhiều bài viết hay. Nếu các bạn nào đang hoạt động trong lĩnh vực về digital thì có thể là tham gia cái nhóm này để cùng giao lưu trao đổi để rất là tốt cho các bạn để phát triển về cái nghề nghiệp cũng như là cái lĩnh vực mà các bạn đang theo đuổi. Còn hôm nay livestream này thì mình sẽ nói về chủ đề xây dựng thiệt cá nhân. Rồi các bạn có thể share để ủng để nhiều bạn cùng biết đó ạ. À, để mình share rồi mình cũng đi share livestream của mình chứ. Rồi mình sẽ share vào trong cái lúc. Rồi mình sẽ dành khoảng 5 phút đầu tiên để mình share cái livestream này để cho nhiều bạn khác cũng đang muốn và muốn tìm hiểu về lĩnh vực này thì có thể là biết được. Ok, các bạn có thể share vào group hoặc là share vào từ cá nhân để dành xem. Vì hôm nay mình sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm bản thân mình luôn ha. Mình đã xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình như thế nào trên kênh online bạn ha. Đây là xây dựng thương hiệu trên online các bạn nha, lưu ý ha, mình ghi rõ luôn rồi để chia sẻ vào nhóm coi để cho nhiều bạn cùng xem. Rồi vào nhóm nhóm cộng đồng Bistro. Ok, để xây dựng thương hiệu cá nhân, những thương hiệu cá nhân trên online. Rồi, cái này chỉ cho online các bạn nhé. Rồi, ok. À, chào bạn A trên fan. Có cần thiết không ạ? À, xây dựng thương hiệu cá nhân thì có cần thiết không? Để các bạn cũng thấy là nếu bạn làm doanh nghiệp thì thương hiệu của doanh nghiệp các bạn có cần không? Thương hiệu cá nhân cũng giống như thương hiệu doanh nghiệp của bạn nhưng mà nó quy mô đó là thuộc về một cá nhân thì điều này là rất là cần các bạn. Để các bạn xây dựng một thương hiệu cho doanh nghiệp bạn mất có thể là 5 năm 10 năm nhưng để xây dựng thương hiệu cá nhân các bạn sẽ mất thời gian ít hơn nó dễ hơn và từ thương hiệu cá nhân đó các bạn có thể là phát triển thêm. Thì mình đi trên con đường là mình đi phát triển trước, trước giờ mình đi trên đường là phát triển thương hiệu cá nhân là nền tảng. Rồi, lát mình sẽ nói sâu hơn vấn đề này. Chào Mai Ngọc Trinh, chào Phụng Kim, chào Vũ Phượng, chào Huỳnh Thu, chào Tiên, chào Huyền Huyền Đặng, chào Tân Nguyễn.
Ok. Rồi các bạn có thể đặt những câu hỏi liên quan lĩnh vực này ha. Nếu các bạn có thắc mắc, chào Trần Hòa. Các bạn thấy nếu nó thấy nó lạ, hoặc các bạn thấy chưa nghe bao giờ, hoặc các bạn thấy là đây vấn đề đang quan tâm, thì bạn đặt câu hỏi bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Tại vì rất ít khi ha, rất ít khi mình làm livestream để mà chia sẻ những cái chủ đề như thế này, thì mong là các bạn sẽ có thể là nhân cơ hội này để biết thêm. Mình sẽ chia sẻ ngay chính bản thân mình luôn chứ không nói đâu xa cả. Rồi, chào Chí Ngô. Ok, xin chào các bạn ha. Rồi, hôm nay có World Cup đá gì đó. Rồi, thì cái sự cá nhân này rất là cần thiết các bạn nha. Tại vì việc phát triển cái thương hiệu này thì cá nhân của bạn sẽ giúp cho bạn phục vụ rất là tốt những vấn đề, và chính bản thân mình thấy được cái điều đó, nên là ngay từ đầu khi bắt đầu vào cái con đường mà phát triển sự nghiệp mình là mình đã bắt đầu sự cá nhân rồi. À, chào Phạm, chào Phạm, chào Phú, chào chị, chào chị, chào Lộc Nguyễn. Ok, rồi các bạn nào có thể ủng hộ mình bằng cách là share thôi ha, share lên để dành cho xem, hoặc là share để ủng hộ mình cũng được ha. Đó là cách động viên có thể là giúp cho người mà đang livestream á có thêm lực để có thể làm những clip tiếp theo. Rồi, ok, cũng được, khá khá rồi đó. Thôi mình vào chủ đề luôn ha. Thì xây dựng thương hiệu cá nhân trên kênh online là sao đó, và tại sao mình cần phải làm điều này đó. Thì thứ nhất các bạn, đây các bạn, thì xây dựng thương hiệu các bạn nghe là thương hiệu doanh nghiệp nhiều rồi, nhưng mà thương hiệu cá nhân thì bạn có thể ít nghe hơn. Nhưng mà nếu các bạn để ý thì sẽ có rất nhiều người thành công từ cái việc thương hiệu cá nhân của họ đó. Hồi trước thì mình có làm việc với một số anh chị làm thương hiệu rất là tốt, từ đó mình học hỏi được rất là nhiều vấn đề các bạn. Thì mình chia sẻ luôn cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân của bản thân mình đi. Thì để xây dựng một thương hiệu cá nhân cho online thì bạn cần có gì? Thì hiện tại á, cái thời buổi bây giờ là cái việc mà online mạng á thì rất là dễ. Thì việc bạn cần có là gì? Thứ nhất, nếu các bạn mà muốn phát triển thương hiệu trên cá nhân, các bạn phải có thứ nhất là cái fanpage đầu, Facebook là có rồi đúng không? Cái Facebook là có rồi, dễ, ai cũng có được. Đó. Nhưng mà cái mà các bạn nên làm á, thì mình á ban đầu mình đi được cái gì? Ban đầu thứ nhất mình sẽ tạo trang web ở trước, mình tạo một cái blog chẳng hạn, nếu bạn không có điều kiện mình có thể tạo một blog, blog post chẳng hạn, hoặc là website. Mình sẽ comment bên dưới bạn ha, tạo blog website cho cá nhân mình. Rồi, đầu tiên mình sẽ tạo một cái trang. Thì cách tạo blog post sao, cách tạo website á nó cũng không có phức tạp đâu các bạn. Thì mình phải tạo được một cái trang cá nhân cho mình. Thì tại sao mình phải tạo cái trang như vậy? Để cần biết là gì? Các bạn á, khi làm trên môi trường online á, đầu tiên cái này cũng giống như kinh doanh luôn các bạn, xây dựng thương hiệu cho cá nhân cũng giống như việc xây dựng thương hiệu cho một cái thương hiệu mà mình bán sản phẩm, nó cũng tương tự gì đó. Thì các bạn sẽ có gì? Các bạn, nhiều bạn nói bây giờ là trên Facebook có nè, tại sao mình không làm trên Facebook đi? Đó, tại sao mình không làm trên Zalo, làm trên YouTube, làm trên các cái Instagram v.v. Đấy, thì mình muốn nói gì? Tại sao đầu tiên là mình tạo cái blog post trên website trước? Đó, tại vì sao? Tại vì đó mới là ngôi nhà của bạn, hiểu không ạ? Đó, tại vì trên môi trường internet thì cái website chính là cái ngôi nhà của bạn đó, để bạn có thể là chứa những cái thông tin bên trong đó. Còn ví dụ như Facebook nè, hoặc là Zalo nè, hoặc là YouTube nè, hoặc là các kênh truyền thông khác, nó chỉ là cái kênh hỗ trợ cho các bạn thôi, để nó hoạt động PR cho bạn thôi, chứ thật ra nó không phải là của bạn. À, cái đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên, bạn phải có một cái ngôi nhà trên internet đã, rồi bạn muốn PR gì để bằng PR. Thì cái này cũng giống với việc mà bạn có sản phẩm như vậy, thì bạn phải có website, hoặc là bạn phải có cái kênh để mà bạn lưu trữ thông tin của mình. Tại website nó mới là cái kênh của bạn, mới là sản phẩm của bạn ha. Nếu bạn thiết kế website thì bạn bỏ tiền ra hoặc làm cái hosting, cái domain đó, thì mình mới có được cái mảnh đất và ngôi nhà riêng cho mình. Giống như bạn muốn an cư, bạn muốn người ta nói là an cư lạc nghiệp đó các bạn, thì nó cũng giống tương tự như vậy. Thì bạn phải có một cái ngôi nhà trên internet
và top post hoặc là website là cái kênh giúp các bạn có thể là tạo được căn nhà cơ bản của mình trước. Rồi sau đó mình mới đi là gì? Tạo mối quan hệ ra các cái trang khác như là Facebook, Zalo, Instagram hoặc là YouTube vân vân, Google. Đó, thì nhiều bạn là quên mất cái điều này. Nhiều bạn làm thương hiệu cá nhân thì có một số bạn biết đó, thì mình chia sẻ luôn là làm thương hiệu cá nhân trên internet thì đầu tiên nếu bạn thực sự có sự đầu tư thì bạn nên làm cái trang web riêng cho mình. Các bạn hãy để ý đi, những cái nhân vật mà người ta đang nổi tiếng hiện tại trên internet họ đều có website riêng. Đó là điểm chung. Còn để ý ha, ví dụ bạn có thể là kể tên một số diễn giả đi, họ đều có website chung để chi? Để khi họ có thể chia sẻ vấn đề đó lên trên cái trang của mình thì những người khác có thể vào xem. Hoặc là khi họ đăng một bài nào đó nó sẽ có sự lưu trữ lại trên website của mình. Còn nếu bạn đăng trước, ok, nó có tương tác tốt đó, có thể là nhiều đó, nhưng mà về lâu về dài nó không thống kê được các bạn đâu. Hiểu không ạ? Đó là cái mà các bạn nên chú ý. Ví dụ như website của mình đi. Đây, mình có website. Website này của mình làm rất là lâu rồi. À, website này của mình làm cách đây cũng mấy năm rồi đó. Đó, website của mình là Nguyễn.net. Đó, thì website của mình là ban đầu mình tạo ra. Đó, để mình đi dạy, thời trước là mình đi dạy. Mình dạy ở trung tâm, trung tâm về tin học ngoại ngữ. Thì mình tạo website để chi? Đầu tiên nó chỉ là công việc là cung cấp cái tài liệu thông tin cho các cái học viên của mình, sinh viên của mình để có lên tải đó tài liệu. Không lẽ bây giờ đi dạy mà học sinh nó xin tài liệu mình phải gửi mail, em ơi cho xin cái email để gửi cho thầy, xin cái email thì gửi, hoặc là thầy ơi cho em xin cái email, thì như vậy rất mất thời gian, rất tốn giờ, đúng không? Đó là việc mà hiện nay rất là nhiều, thậm chí là nhiều giáo viên hiện nay vẫn còn việc là thủ công, chưa có xây dựng cho hoặc là chưa ý thức được cái tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu đối với mặt giáo viên. Đó, còn kinh doanh cũng vậy các bạn, đấy, bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể xây dựng thương hiệu cá nhân được, không riêng việc cái ngành nào cả các bạn. Đó. Xây dựng thương hiệu cá nhân là dành cho tất cả mọi người, thậm chí sinh viên cũng xây dựng thương hiệu cá nhân được luôn. Đó. Thì nếu bạn xây dựng thương hiệu cá nhân tốt, nếu bạn là sinh viên bạn xây dựng thương hiệu cá nhân tốt, thì sau này bạn ra xin việc làm, thậm chí bạn không cần CV luôn, bạn cần đi xin việc ok, đến phỏng vấn các bạn chỉ cần là show ra, đây anh chị, đây là website của em, đây trên này có tất cả profile của mình, thì có phải là bạn tạo được ấn tượng doanh nghiệp không ạ? Đó là cái cách mà bạn có thể là làm được thương hiệu cá nhân của mình. Đó, và khi nhắc đến thương hiệu của bạn thì người ta chỉ cần lên website là xem là xong, đâu cần phải hồ sơ gì đâu, không nhiều, và người ta sẽ đánh giá rất là cao đó, đặc biệt nếu bạn nào mà làm trên lĩnh vực là công nghệ thông tin hoặc là về ngành về marketing, thì đó là cái thế mạnh của các bạn. Đó, cái đó mình chia sẻ luôn, là trước mình có đi phỏng vấn bên Nguyễn Kim của bạn đó, hồi xưa mình đó thì mình cứ đưa website ra đó, trên đó có sẵn cái thông tin profile mình rồi. Hoặc bây giờ mình đi các công ty khác mời mình đi dạy chẳng hạn, thì các doanh nghiệp lớn đó, họ muốn biết profile mình, ok, mình sẽ gửi cái website mình cho họ xem, thì họ xem được tất cả tổng quát, chứ không cần nhất thiết mình phải gửi một cái file gì đó mất công mất thời gian, đúng không? Đó, thì đầu tiên các bạn phải có là gì? Cái website. Và bạn đừng xem thường cái việc mà thương hiệu cá nhân của mình ha. Và đừng nghĩ là chỉ có những người diễn giả hay là những người cao siêu gì đó gọi là ghê gớm lắm thì mới làm được cái thương hiệu cá nhân. Không phải các bạn ha, mà là sao ạ? Bất kỳ ai cũng có thể tạo được thương hiệu cá nhân. Ngay cả một đứa con nít cũng có thể làm được thương hiệu cá nhân. Bạn thấy là hoặc là những con vật vẫn có thể làm được thương hiệu cá nhân. Trên thế giới bạn thấy sẽ có những con thú mà có fanpage đến hàng triệu like chẳng hạn, hoặc có kênh YouTube rất là nhiều người xem, đó cũng là thương hiệu cá nhân của bạn đó. Đó, vậy thì việc đầu tiên mà cần làm gì? Tạo ngôi nhà mình trên internet, đó là tạo website. Thì bạn có thể comment là gì? Tạo website, để chúng ta có thể là nhớ từ khóa này. Đầu tiên là tạo website riêng cho mình. Website bây giờ không khó khăn đó bạn. Bạn rất là dễ làm. Bạn có thể là nếu mà am hiểu công nghệ chút xíu thì bạn có thể làm được trang web. Còn không, thôi đi làm. Đơn giản mà, hoặc là tạo một cái blog cũng là website. Nó sẽ có hệ thống cho các bạn nhiều hơn. Bây giờ đầu tiên là tạo website. Ok, cảm ơn Phạm Văn Cường. Cảm ơn Phạm Văn Cường đã comment giùm thầy ha. Cảm ơn em. Thì các bạn nên comment bên dưới cái mỗi chuyên mục như vậy để bạn ghi nhớ được cái từ khóa đó. Rồi, thứ nhất ok là tạo website. Ở website bạn có thể tạo blog post là bằng thiết kế WordPress, thiết kế bằng những cái open source khác, ngôn ngữ mở khác đều có hết rồi. Không có khó các bạn. Quan trọng là muốn làm hay không thôi. Và cái giá trị của thương hiệu cá nhân nó cực kỳ lớn. Ok, đó là phần về website. Thì các bạn có thể tham khảo cái trang web của mình, cũng đã là một cái trang web. Thì bạn có thể lên tham khảo được website của mình trên đó. Đó, trên đó sẽ ghi hết tất cả những cái gì mình đang hoạt động hoặc là mình đang làm, chia sẻ những kinh nghiệm của bạn cho người ta. Thì người ta sẽ có cái thông tin và mình đăng lên đó lưu trữ lại về lâu về dài. Đó, đặc biệt là những cái ngành mà về thương mại hoặc cái ngành về marketing đó các bạn. Thậm chí là những ngành như là hiện nay một số ngành như là giáo viên
giáo viên là thiền hiện tại thì giáo viên người ta hay theo cái truyền thống, chưa có biết cách xây dựng cái thiền cá nhân. Rất ít giáo viên xây dựng cái thương hiệu được cá nhân tốt. Thì nếu bạn để ý những giáo viên nào xây dựng được thương hiệu cá nhân tốt thì thường họ sẽ có những cơ hội về những nhiều cơ hội hơn đến với mình nhiều hơn đó, chứ không đơn thuần là nếu các bạn chỉ là dạy trong trường không thì các bạn sẽ rất là bị thụ động, đúng không ạ? Rồi riêng về mảng mà giáo viên giảng viên á, nếu bạn nào có xây dựng thương hiệu cá nhân thì ok bốc mình chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm, tại vì đó cũng là một cái mảng mình đang hoạt động. Ok, về mảng những mảng khác bán hàng cũng vậy các bạn ha, bán sản phẩm cũng vậy, các bạn cũng nên có cái thương hiệu riêng cho mình, website cá nhân, thương hiệu đó là tên của bạn. Ví dụ mình là Nguyễn Quang Vinh.net thì cá nhân của mình đó, bạn có thể hoàn toàn mua cái tên miền rất là rẻ, một cái tên miền chấm quốc tế chấm com chấm net chỉ có 250.000 năm thôi các bạn, rất là rẻ. Xong bạn trỏ về cái những cái web miễn phí chẳng hạn thì bạn chỉ tốn có 250 năm thôi mà bạn có cái thương hiệu riêng luôn, đưa ra chẳng hạn ra nói website riêng của mình in lên em cạc nhìn thấy cũng hoành tráng hơn, đúng không, chuyên nghiệp hơn đấy. Rồi cái đó là cái vấn đề thứ nhất về cái mảnh đất của mình là website. Vấn đề thứ hai là cần làm gì nữa, sau khi có website rồi thì bạn nên đăng những cái thông tin nội dung mà mình về kinh nghiệm của mình về những cái hoạt động của mình lên trên đó, để cho khi người dùng khi người ta vào trong đó người ta sẽ biết được đến mình là ai đang làm gì. Đó là cái thông tin nội dung trên web phải có đầu tiên đó. Ok tiếp theo là các bạn sẽ xây dựng gì, mình sẽ bắt đầu khi đã có website rồi thì bạn sẽ xây dựng cái hình ảnh mình trên các kênh mạng xã hội khác để thu hút cái lượng người vào. Được chưa? Thì khi bạn đã có một cái nơi ngôi nhà đẹp rồi thì bây giờ cho người ta biết đến ngôi nhà của mình, đúng không? Thì bạn sẽ lên Facebook, Facebook cá nhân của bạn đã có rồi thì bạn có thể chia sẻ lên đó. Thay vì hồi xưa hồi trước mình viết một cái status lên là hôm nay gì gì đó, hoặc là đây là kinh nghiệm của mình vấn vấn đề này, hoặc là tôi đang có cái gì đó rất là hay, thường mình viết trên đó hoặc là châm ngôn trong hay viết lên một đoạn dài thế là dài luôn đó, thì người ta thường là gì, người ta sẽ ít quan tâm các bạn. Nhưng nếu bây giờ thay vì cũng nội dung đó mà các bạn bỏ thời gian là bạn viết lên trên web của mình, sau đó bạn dẫn link về trên Facebook cá nhân của mình, chỉ ghi caption ngắn thôi khoảng 2 dòng 3 dòng thôi để tạo cái sự chú ý cho họ, ví dụ là giống như mình làm gì? Trọn bộ tài liệu Zalo chẳng hạn đó chẳng hạn, thì mình ghi đơn giản thôi xem chi tiết website bên dưới thì người ta sẽ có xu hướng click vào website đó để người ta xem. Được chưa? Và khi click vào website xem thì nội dung nó dài hơn chút xíu, nó minh họa một hình ảnh nó sinh động hơn, người ta sẽ chú ý hơn nếu các bạn chỉ viết đơn thuần trên Facebook mà thôi đó. Và bạn viết như vậy vậy á, khi bạn viết trên website như vậy á, nó sẽ có sự là lưu trữ thông tin lại theo từng mục từng chuyên đề, khi muốn tìm kiếm lại cũng rất là dễ. Còn nếu các bạn chỉ đăng lên Facebook một cách bình thường như vậy, giả sử muốn tìm lại một thông tin nào đó đã viết trước đó thì bạn sẽ không tìm được, khó lắm các bạn, và người ta cũng không hình dung được là nó gồm có những cái mục gì. Đó thì các bạn lên gì, viết bài share những cái bài viết của mình từ trên website lên trên Facebook cá nhân của mình, nhưng không phải bài nào cũng share các bạn, nghĩa là chúng ta sẽ có những bài đắt giá thì sẽ đăng lên website, từ đó sẽ thu hút lượt người truy cập vào trang web của mình rồi những nguồn traffic tốt. Thì đó là cách mình làm trong suốt mấy năm vừa qua đó, đó là kênh từ cái kênh là Facebook đó. Bên cạnh đó bạn có thể kênh là gì nữa, Facebook là một, Zalo cũng là một kênh bạn có thể khai thác được. Thì các bạn có thể tạo một cái trang cái Zalo cá nhân của bạn hoặc là tạo một cái trang Zalo Official. Thì Zalo nó có hai dạng, một dạng là Zalo Shop là giúp bạn bán hàng, một dạng thứ hai là dạng Zalo tin tức là giúp các bạn tạo ra cái trang có thể đăng nội dung hàng ngày, gửi tin nhắn cho bạn bè người quan tâm trên đó. Thì các bạn có thể là tạo cái trang Zalo tin tức giống mình cũng có tạo, trên cái banner của mình nó có mã QR code các bạn, nếu bạn lấy Zalo quét vô đó thì lập tức sẽ nhảy vô cái trang Zalo tin tức của mình, Zalo tin tức của mình. Thì trên đó sẽ có những thông tin về cái bài viết của mình chia sẻ từ đâu, từ website lên, từ YouTube lên đó, tạo được cái lượng người truy cập ngược về đó. Rồi đó là cái kênh mà Facebook hoặc là Zalo các bạn có thể là làm được. Rồi một cái kênh nữa mà các bạn nên chú ý quan tâm hiện nay cũng rất là tiềm năng, rất là tốt, đó là kênh YouTube, hiểu không ạ? Cái kênh này thì sắp tới mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về kênh YouTube này, nhưng mình đã làm rồi, nghĩa là YouTube là một kênh rất là mạnh mẽ. Tại vì sao? YouTube là cái kênh về video thì hiện nay người ta thích xem hơn là người thích đọc. Thì các bạn hoàn toàn có thể là làm những cái clip, những video về cái sản phẩm của mình hoặc là về những cái trải nghiệm của mình đăng trên đó, thì bạn thấy là rất nhiều bạn trẻ đã có thể kiếm tiền được từ YouTube thông qua việc review, thông qua việc về trải nghiệm vân vân, thì đó rất nhiều đó.
Thì nếu các bạn kết hợp được với YouTube đó, thì chúng ta có thể là gì? À, làm các clip đăng lên trên YouTube của mình. Sau đó các bạn bên dưới cái clip mình đó, thường sẽ có phần mô tả đó, thì các bạn sẽ có thể điền thông tin website vào, thông tin về cái thông tin khác. Đấy, thì mình chia sẻ luôn đây, cái mình sẽ minh họa bạn xem cái kênh YouTube của mình. À, mình sẽ gửi kênh YouTube bên dưới. Đó, thì các bạn sẽ có thể thấy là cái kênh YouTube mình nó làm nó sẽ theo cái quy chuẩn, có nghĩa là sao? Nó sẽ đồng bộ hóa. À, khi bạn làm cái gì cũng vậy, bạn làm nó càng chuyên nghiệp thì nó càng có lợi cho các bạn. Thì để tìm kênh YouTube mình cũng không gì khó cả, các bạn chỉ cần lên YouTube, bạn đánh vào là gì? À, ví dụ bạn lên YouTube đi, bạn đánh vào cái từ đào tạo tin học chẳng hạn, thì nó ra ngay cái kênh của mình, nó nằm trong top à, những cái kênh đầu tiên. À, tại sao được điều đó? À, thì bạn thấy nó cũng một dạng là à, từ khóa đó các bạn. Đây nè, này ví dụ ha, các bạn mà khi các bạn lên YouTube, bạn vào cái link là đánh từ khóa vào là đào tạo tin học chẳng hạn, thì nó sẽ ra được cái trang của mình, cái kênh channel của mình ở top trên này. À, mặc dù lượng người đăng ký không nhiều nhưng nó vẫn nằm trên top. Đó là cách mình làm. Thì khi bạn vào kênh YouTube đó, thì nó sẽ hiện ra, hiện ra gì? Thứ nhất là banner của bạn nè, đó, thứ hai là cái avatar của bạn nè, và thứ ba là cái hình là gì, nội dung của bạn, đại diện của từng clip. Đó, thì bạn sẽ thấy là trên cái kênh của mình đó, mình làm rất là, mình sẽ rất là chú ý về việc cái banner chẳng hạn. Đây thì mình sẽ chụp luôn cái hình cho bạn xem. Đây, thì trên kênh YouTube mình đó, thì mình sẽ làm cái banner đó, mình dán lên đó, thì bạn nào theo dõi xem thì vẫn xem được thường ha, không sao cả. Được rồi, copy. Đây, tôi không dán hình được ta. Đây, thì bạn thấy vào cái link YouTube của mình hồi nãy mình gửi á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái banner với cái avatar của mình. Đó, thì mình thiết kế một cách rất là bài bản. Đây, để mình vô điện thoại cũng được, để cho bạn xem luôn. Đây, nhìn YouTube thì các bạn có thể tìm là đào tạo tin học, là nó ra của mình rồi ha, chứ không cần phải đi đâu xa cả. Ok, YouTube đây các bạn thấy không, ở đây YouTube này đúng không? Rồi thì các bạn có thể là click vào tìm kiếm, rồi các bạn nhập vô là cái từ khóa, dù đào tạo tin học chẳng hạn, nhập vô từ khóa đào tạo tin học đây nè. Đó, thì bạn thấy không ạ, khi mà mình click vô cái từ khóa là gì, đào tạo tin học, thì nó hiển thị ra, liệt kê ra các cái kênh YouTube ở trên này. Đó, thì cái kênh của mình là có ngay avatar mình luôn, thì người ta tìm rất là dễ, click vô thì sẽ vô được cái kênh đó. Thì các bạn thấy không, khi bạn vô cái kênh của mình á, thì đầu tiên là ở trên nó sẽ có banner đó, thì mình thiết kế banner rất là gì, à, chỉnh chu. Tại vì sao? Vì nó là bộ mặt của bạn mà, đúng không? Thì bạn thiết kế gì càng bắt mắt thì người ta sẽ càng thích, người ta sẽ càng xem hơn. Đây, được chưa? Đó, thì đây là trên đây là các cái hình banner về các cái đối tác doanh nghiệp mình đã đào tạo. Đó, thì bạn đưa lên đây và có mã QR code kế bên luôn theo ạ. Để chi? Để khi mà người ta có thể là dùng điện thoại, người ta quét cái mã đó để quan tâm những cái đường link của mình. Đó, bên dưới là các clip bạn thấy nè, clip mình làm nè. Đó, nó theo một cái hình gì? À, tất cả hình đại diện đều có ảnh của mình hết. Đúng không? Đó, và nó sẽ có luôn cái thông tin tiêu đề của clip, bạn thấy tất cả đều đồng bộ. Đấy, thì cách mình làm như vậy để chi? Tạo được cái thương hiệu điểm nhấn. Khi ta nhìn vô clip thì biết qua liền. Đó, thì bạn để ý nè, nếu mình làm một cái chuẩn chung như vậy, khi ta nhìn vào ta biết, à, đây là clip của ông ông Vinh chẳng hạn, ông Thị Vinh chẳng hạn. Đấy, không bị lật lờ vào đâu cả. Đúng không? Để nhận diện rất cao. Mình làm thương hiệu cá nhân mà, thì phải có hình mình trong đó. Đó, cái kênh của mình thì hiện tại kênh của mình là kênh nội dung là mình tự làm. Thì giờ các bạn nên làm cái nội dung do mình tự sáng tác, chứ mình đừng có đi copy những cái tên khác của những người khác đưa lại, thì nó không tốt. Và cái kênh của mình hiện tại là đang được đăng ký thuộc hệ thống Discord của Box của Quay các bạn, là cái đại diện một cái mạng lưới của YouTube ở Việt Nam. Ha, một cái Discord. Thì mình sẽ được bảo hộ về mặt là bản quyền. Nghĩa là khi người khác lấy clip của mình đăng lên nơi khác thì họ sẽ bị là gì? Báo cáo, xóa hoặc là vi phạm bản quyền. Những các bạn hay thấy clip những ca sĩ giới hạn họ khi đăng lên, mình lấy đăng lên á, thì sẽ cảnh báo về chữ C bản quyền, nó sẽ không đăng được. Đó, thì nó sẽ mang tính chất là bản quyền cho bạn hơn. Cái này thì bạn phải đăng ký với Box và chúng ta sẽ có những điều kiện nhất định để chúng ta có thể là vào được mạng lưới của Box hoặc là những Year One cũng có.
Và theo mình biết thì cái kênh tạo kênh nãy bạn thì khi mà các bạn mà có được nhiều người subscribe thì việc marketing rất là tốt. Tại khi mà đăng clip lên thì nếu mà biết cơ chế này, khi mà đăng một cái video list mới lên đó, thì những cái người thành viên subscribe mình sẽ nhận cái email thông báo là cái kênh ABC này vừa mới đăng clip, thì đó chính là email marketing của các bạn ha. Đó. Rồi rất là nhiều cái thú vị trên cái YouTube đó. Vậy thì trang YouTube bạn sẽ có thể là để thông tin giới thiệu mình bên dưới, người ta xem clip thấy hay quá, ta muốn xem cái nội dung website, link xuống dưới xem website, thì bạn sẽ tạo được cái vòng quay là gì, lượng người truy cập từ gì YouTube về website. Và khi khách hàng giả sử người ta vô website từ cái kênh Facebook đi, từ Facebook họ vào website của mình, trên website mình có bài viết, trong bài viết có minh họa bằng video, thì người ta lại gì, click vô đó xem về lại YouTube. Đó, nó sẽ tạo cái vòng quay như vậy, và nó sẽ tự tuần hoàn luôn bạn. Và đó là cách mình à, một số cách nữa mình đã làm trong cái việc mà khi mình làm về auto đó, là tự động vận hành, nghĩa là mình không cần phải mất quá nhiều thời gian để việc mà chúng ta đi share web, mà chúng ta sẽ làm theo những thứ khác nhau đó. Nên là hiện tại là một số từ khóa của mình nó nằm rất ổn định ở trên Google, mà mình không cần phải phát hiện gì nhiều. Vậy thì bắt đầu thôi các bạn. Đấy, thì chính là nhờ những cái gì? Nhờ việc mình xây dựng cái website nè. Nhờ mình xây dựng cái website, khi mình đi dạy mình sẽ giới thiệu website của mình cho các bạn học viên biết, để vào đó tải tài liệu về, thì tự nhiên sẽ có một lượng truy cập rất là chất lượng, những người dùng tốt. Và khi đó người ta sẽ giới thiệu cho người khác biết. Hoặc là khi người nào cần thông tin mình cứ gửi lên website rất là nhanh, mình không cần phải mất thời gian nhiều cho việc mà truyền tải về cái thông điệp của mình. Và cái Facebook của mình cũng vậy, mình cũng làm rất là chỉnh chu, nghĩa là mình rất là coi trọng về mặt hình ảnh. Khi ông làm thương hiệu cá nhân thì việc hình ảnh của bạn rất là quan trọng. Đó. Thì các bạn có thể là chụp những cái bức hình đẹp và làm những cái banner, nó sẽ có những cái nội dung liên quan đến cái lĩnh vực của mình, liên quan đến lĩnh vực của mình, để chi, để người ta nhìn vô người ta biết được là, để người ta nhìn vô người ta biết được là mình đang làm cái gì, đang hoạt động trên lĩnh vực nào, thì từ đó người ta sẽ có thể là liên hệ với mình, về mình sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cái việc là công việc của mình. Ví dụ bạn có thể làm bất động sản, bạn có thể làm bán xe hơi, ô tô, bạn có thể bán mỹ phẩm, bạn bán gì quan trọng, là cách bạn làm cái thương hiệu của mình để cho người ta nhìn thấy, người ta thấy à, đây là một người có thương hiệu đó, và họ làm đàng hoàng, họ có uy tín, thì người ta mới tin tưởng người ta bán với mình. Đặc biệt đối với những mới bán hàng các bạn, đặc biệt nhớ với những bạn nào mà mới bắt đầu bán hàng thì cái hình ảnh cá nhân rất 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 là quan trọng. Đó, thì bạn cho ta biết là à, mình là người làm đàng hoàng, đã phải chỉnh chu trong những cái thông tin đăng lên. Thì ngoài việc đăng thông tin lên Facebook, mình đăng những thông tin về công việc, mình sẽ đăng thông tin về cuộc sống, thông tin về cá nhân. Ở như quan điểm mình là gì, những cái gì mà thuộc về cá nhân hóa thì mình ít khi nào mình chia sẻ trên mạng xã hội lắm. Đó là ví dụ như là những cái gì liên quan công việc, những cái liên quan đến đời sống mà nó có giá trị, hoặc là nó chia sẻ mang tính chất là chia sẻ về một cái tâm tư gì đó, thì mình thường mình đăng lên trên Facebook. Chứ còn ví dụ những cái mà kiểu như là nó không phù hợp, không cần thiết thì thường mình sẽ không đăng, tại vì mạng xã hội thực ra là nó cũng chỉ là một công cụ cho mình thôi. Nếu bạn muốn sử dụng mạng xã hội một đúng cách thì bạn sẽ lợi dụng nó để phát triển mình hơn, nhiều hơn, chứ đừng để mà mạng xã hội nó thao túng mình, khi đó mình sẽ không làm chủ được nó đâu. Rồi, đó là bạn có thể là nhớ là cái website là cái đầu tiên các bạn cần phải có khi mà làm thương hiệu. Không biết thương hiệu gì thì cá nhân thì công ty cũng cần một website, tại vì nó mới là cái ngôi nhà của bạn. Thứ hai là gì, khi đó mình sẽ tạo các kênh về mạng xã hội ra, như là Facebook nè, Facebook thì có cá nhân nè, có nhóm nè, có group nè, có fanpage nè, thì mình tạo ra đó. Và tiếp theo là Zalo nè, đúng không? Zalo thì bạn có thể tạo được Zalo cá nhân và Zalo Official đó. Và YouTube nè, các bạn sẽ tạo được cái YouTube channel của bạn riêng để đăng các clip lên. Thì bạn chỉ cần ba kênh đó thôi là bạn đã có một cái vòng về nhận diện, đúng không? Chưa tính đến những cái kênh khác như Instagram chẳng hạn, hoặc những mạng xã hội khác. Như vậy cái nắm vô những cái phổ biến hiện nay là được rồi, không cần nhất thiết phải quá là đi ghê gớm đâu các bạn. Chỉ cần cái khác ba kênh hiện nay mà mình thấy là ok nhất đó, đó là Facebook, Zalo với lại YouTube, ba kênh này. Thì ban đầu mình xây dựng cũng nhờ trên cái kênh này mà nhiều người biết đến mình nhiều hơn. Thì nhờ vậy mình mới được có những cái đối tác, những cái người mời mình đi dạy, những doanh nghiệp lớn họ mới biết được mình. Tại sao có rất nhiều giảng viên khác, rất nhiều người dạy lĩnh vực của mình, nhưng những doanh nghiệp kia họ không tìm đến được, mà là họ tìm đến kênh của mình được, tại vì mình biết cách xây dựng hình ảnh thương hiệu của mình. Và khi người ta tìm trên Google, ta thấy giả sử tên Google đào tạo tin học đi, thì nó sẽ ra của mình ở top rồi. Mà trên top của mình nó có gì, thứ nhất YouTube mình đứng đầu,
Thứ hai là mình sẽ có những cái vấn đề liên quan đến website mình cũng đứng trong top 10. Rồi bây giờ tới Google Maps cũng đứng trong top đó, và ngay cả là kênh mình có hai ba website nó cũng lên đó. Thì sao khi mà tỷ lệ bạn xuất hiện trên trên cái trang đầu càng nhiều thì cái khả năng tần suất bán của bạn sẽ càng cao. Thì việc mà bạn đưa một cái trang website á lên trên top Google á, có vẻ nghe là nó khó khăn ghê gớm, hiểu không? Nhưng nếu bạn đưa một cái kênh YouTube nó dễ hơn nha. Nếu bạn YouTube thì mình sẽ đưa dễ lên lên trên top hơn so với cái trang website của mình. Cơ bản thì YouTube cũng là của Google thôi, đúng không? Và khi clip của bạn mà lên được top Google thì hiển nhiên cái trên kênh YouTube bạn lên bằng search chắc chắn cũng ra. Yêu giờ bạn lên search thì trên Google bạn search cái từ khóa là đào tạo học có dấu hay không có dấu gì chẳng hạn cũng ra kênh YouTube của mình đầu tiên trên top 1 Google. Vậy thì mình qua YouTube mình tìm cũng đào tạo tin học thì đằng nào nó cũng ra trên top, không top không top 1 thì cũng top 2, top 3 đó. Vậy thì mình sẽ tạo được cái vòng quay khá là tốt đó, đó là về về cái kênh mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân. Còn về cái định hướng như nào thì tùy vào mỗi bạn, mỗi lĩnh vực khác nhau thì sẽ có cách định hướng về nội dung cũng như là về cái hình thức VA sao để cho người ta tiếp cận mình tốt hơn. Như mình thì làm trong lĩnh vực đó là về đào tạo về marketing digital thì mình thường xây dựng theo cái hướng mà giáo dục đó, hoặc là theo hướng là giảng viên, theo hướng là về dân marketing, đúng không? Đó thì cái đó là tùy định hướng. Còn nếu bạn bán hàng thì mình xây dựng về giá trị nhiều hơn, giống như mình chia sẻ cái giá trị. Còn đây cũng là một cái clip mà mình đang làm để mình chia sẻ cái giá trị mà mình trải nghiệm được cho những cái bạn khác có thể biết thêm kiến thức đó, để chúng ta có thể là phát triển thêm bản thân của mình đó. Và các bạn có thể rèn luyện ngoài cái việc mà những cái kênh ra thì bạn phải có trau dồi về việc là gì, cái kiến thức cá nhân của bạn, cái kỹ năng, cái chuyên môn của bạn cũng là cũng rất là quan trọng. Nhiều bạn có chuyên môn nhưng không biết cách thể hiện thì người ta cũng không tìm đến được cái kiến thức của bạn rất là tốt như thế. Nhưng mà rất nhiều người có nhiều kiến thức rất là hay nhưng mà họ không biết kênh để VA họ ra đó, thì cái đó là cái yếu điểm của họ đó. Còn nếu bạn gì biết kênh nhưng bạn không có kiến thức gì chuyên môn sâu cả thì bạn chia sẻ gì cho người ta chẳng hạn là không được đó. Nghĩa là mình phải có cả hai, vừa phải có chuyên môn mà vừa phải có cái kênh để mình truyền bá ra cho biết là tôi đang có cái gì đó, để từ đó người ta có thể kết nối được với mình thông qua cái kênh đó, đó thì mình luôn phải luôn đi song song. Các bạn lưu ý ha. Đó, vậy là mình sẽ có cái kênh như là website nè, phải có trang web nè, mình sẽ note lại cho các bạn xíu. Những bạn nào đầu tiên chúng ta chưa biết ngân hàng thì đầu tiên có website. Website thì có thể là nhờ dùng những cái là miễn phí hoặc là tự thiết kế thì các bạn có thể là thiết kế web cũng không khó các bạn ha. Rồi thứ hai là bạn sẽ gì tiến hành là tạo các cái kênh tạo các cái kênh để mình quảng bá ha, quảng bá cho website của mình. Thực ra cái này nó cũng na ná giống như việc các bạn đang đi làm SEO của website đó. Nhưng mà mình ở quy mô là chúng ta làm cách đơn giản thôi, chưa đến nói việc chuyên sâu. Còn nếu bạn nào có khả năng chuyên sâu thì chúng ta có thể là đi sâu hơn về việc tối ưu hóa website, về việc tăng thứ hạng cấp Google vân vân. Thì cái kênh quảng bá như là hiện nay chúng ta sẽ có kênh thứ nhất là Facebook nè, đúng không? Facebook sẽ có ba cái là cái cá nhân nè, profile cá nhân, cái nhóm và cái trang. Đó là ba cái thể loại mà bạn có thể làm trên Facebook, mình tạo ra hết, phải tạo hết các bạn ha. Tiếp theo là ngoài Facebook ra chúng ta sẽ có Zalo nè, Zalo cũng có Zalo cá nhân nè ha. Đó, và cái Zalo là official, nghĩa là Zalo tin tức. Nếu bạn là dạng thương hiệu, Zalo tin tức hoặc là cái Zalo shop ha, là Zalo shop. Đi sai đó, Zalo shop. Zalo shop. Rồi. Đó. Thứ ba là bạn sẽ có kênh YouTube. Rồi, kênh YouTube này các bạn có thể là tạo cái kênh riêng ha, tạo cái kênh riêng, kênh theo chủ đề của bạn đó, kênh theo chủ đề nào đó thì bạn lĩnh vực nào mình làm chủ đề tướng với lĩnh vực đó của bạn, và chúng ta sẽ đăng các cái video. Và nhớ cái này chú ý các bạn ha, cái này là các cái video mình phải tự sáng tạo, nghĩa là tự gì tự quay, tự sáng tạo nha, chứ không phải đi copy của người ta về. Thì nếu mà đi copy người ta về sẽ không có giá trị hết, tại vì người ta tự biết đó là sản phẩm copy nha. Đó, thì với ba cái kênh mà quảng bá đó thì bạn có thể là tạo cho mình được một cái mạng lưới gì đó, từ website liên kết qua YouTube, từ YouTube liên kết website đó, từ Facebook qua website, từ website qua Facebook đó, thì người ta vào đường nào người ta vẫn có thể trong cái vòng của mình hết, thì sẽ tạo được cái sự mà tự động lan truyền trong này đó. Ok, nãy giờ mình nói khá là nhiều. Thôi giờ mình trao đổi đi.
các bạn nãy chúng ta đã nghe được một số kiến thức rồi đó, thì các bạn có thể đặt cho mình câu hỏi. Hy vọng là có ai đó đặt câu hỏi, mà nếu không ai đặt câu hỏi chứng tỏ là các bạn cũng chưa có nắm được cái vấn đề quan trọng của việc sự thương hiệu cá nhân, đúng không? Rồi nghe có vẻ là thì cá nhân cái gì nó xa vời, nhưng thật ra cái thương hiệu rất đơn giản, chính là cái bản chất của bạn, cái phong cách của bạn, phong thái của bạn. Từ cái việc mà cái kênh đó và từ nội dung mình đưa ra và cái lối sống của mình cũng là tạo cái thương hiệu của mình. Về trang phục cũng tạo nên thương hiệu của bạn đó, hoặc là về bề ngoài của bạn cũng là một cái phần góp vô cái thương hiệu của bạn để cho ta biết, hoặc là cái cách ứng xử, cách nói của bạn, hoặc là cách về cái xử lý trong tình huống này cũng là cái phong cách riêng của bạn. Thì mỗi bạn nên có một phong cách riêng, một cái thương hiệu riêng cho mình. Từ cái thương hiệu riêng đó thì mình mới bắt đầu làm. Giả sử bây giờ bạn có, giả sử nha, bạn có tiếng trong lĩnh vực là về review sản phẩm hay chẳng hạn, thì bạn có thể là bắt đầu mở công ty bán hàng, bán sản phẩm gì đó, và dựa vào cái tên tuổi của bạn đó, bạn có thể PR được cho cái thương hiệu của bạn. Giống như cách mình làm ở trước, mình cũng là chỉ là giảng viên dạy trung tâm thôi, cũng đâu ai biết mình là ai đâu, đúng không ạ? Đó thì sau đó mình mới tiến hành là mình làm website rồi mình chia sẻ cho học viên biết, mình vào được, từ đó có nhiều người biết đến mình. Khi đó bắt đầu mình sẽ tiến hành mình học thêm những cái môn bên về marketing online chẳng hạn, và bắt đầu mình mới làm trong lĩnh vực ở các công ty truyền thông. Và mình làm cái thương hiệu của mình từ từ, từng ngày lên. Sau đó mình mới làm công ty đó, mình làm công ty ra thì lúc đó mình đã có mối quan hệ về thương hiệu của mình. Và người ta sẽ biết sử dụng cái thương hiệu mình trước. Nhiều khi công ty của bạn làm ra người ta chẳng biết cái tên gì đâu, nhưng khách hàng ta làm là dựa vào cái uy tín của bạn, dựa vào cái là như niềm tin của họ đặt vào bạn, thì khi đó là cái tỷ lệ chốt của bạn rất là cao. Giống như bạn đã có thương hiệu rồi, bạn ra nói chuyện khách hàng dễ lắm, nói em đang làm việc này, hoặc là em đang có những cái gì chia sẻ đó, thì cái tỷ lệ chốt là cực kỳ dễ. Còn những bạn nào mới vào nghề chẳng hạn, giống như những bạn mới vào nghề đi, thì khi đi sale bất động sản hoặc là đi làm bán gì đó thì cảm thấy hơi khó khăn, nhưng mà khi bạn đã có một thương hiệu rồi, bạn nói rất đơn giản đó, bạn nói là người ta sẽ nghe, và người ta tại vì đây có thương hiệu rồi, bạn tạo được dấu ấn rồi thì bạn nói rất là dễ. Tại sao có những cái bạn nhiều, tại sao nhiều khi chúng ta đi thích đi nghe diễn giả, thích nghe những người mà có tên tuổi rồi á, nhiều khi kiến thức đó cũng không phải gì cao siêu lắm đâu, có thể là nói ở trong cuốn sách nó ra, nhưng mà cái cách của họ truyền đạt hay, cách diễn đạt của họ là gì dễ hiểu, và cách tiếp cận vấn đề của họ là trực quan tốt, dẫn đến là chúng ta thích thú vào đó, và chúng ta có thể là thích hơn và chúng ta tiếp thu được nhiều hơn so với những đọc kinh sách. Đó là cái cách mà họ làm thương hiệu của họ và cách mà họ đi vào cái chuyên môn của họ. Ok, đó là cái việc mà lợi dụng cái thương hiệu cá nhân của mình, hoặc là áp dụng cái mở rộng từ thiện cá nhân của mình qua thương hiệu của công ty. Thì nếu bạn làm được thương hiệu cá nhân tốt thì bạn làm cái những cái gì liên quan đến bạn sẽ dễ hơn. Giả sử bạn là sinh viên, bạn tạo được cái đồ khoai tốt, bạn có một cái thương hiệu riêng, em đã từng làm gì đó chẳng hạn, thì khi gặp đối tác khách hàng, bạn doanh nghiệp chẳng hạn, thì người ta sẽ đánh giá cao, bạn dễ dàng xin được việc thôi. Và nếu bạn tiếp tục, bạn đừng nghĩ là tôi đang làm việc văn phòng, đang ổn định gì bạn không quan tâm gì đến thương hiệu nhân, không, đó là cái quan điểm sai. Cho dù bạn làm gì dân nữa thì bạn vẫn cần phải có thương hiệu riêng của mình, có một riêng mình, tại vì biết đâu cuộc sống đâu phải lúc nào bạn cũng làm công ty đâu, đúng không? Hoặc là bạn đâu phải lúc nào bạn cũng cam chịu với cái số phận mà mình làm ở như một doanh nghiệp, mà nhiều khi lúc sau bạn có thể là ra bạn làm riêng, rồi lúc đó bạn có thể là làm một cái công việc khác, hoặc là hợp tác với người khác để tổ chức ra. Thì nếu các bạn không xây dựng thương hiệu ngay từ đầu, thì khi mà bắt đầu ra ngoài và bắt đầu làm thương hiệu, mà lúc đó làm thương hiệu doanh nghiệp thì cực kỳ khó, tại vì bạn không có gì hết, và doanh nghiệp bạn cũng là từ mới tăng luôn, người ta sẽ biết bạn nhiều like. Nhưng nếu bạn đã có thương hiệu cá nhân rồi, bạn ra ngoài doanh nghiệp đó, cái ông này nè, là cái ông này là nổi tiếng nè, mà ông vào làm công ty này là người ta sẽ sử dụng sản phẩm của họ. Đó là cái mà bắt cầu của anh. Thì rất là nhiều anh em trong lĩnh vực là công nghệ thông tin đó, hoặc là lĩnh vực về marketing đó, thì họ khai thác vấn đề rất là tốt. Đầu tiên thì họ cũng chỉ là một người bình thường, họ làm về Facebook chẳng hạn, rồi họ xây dựng lên, chia sẻ những cái thủ thuật, chia sẻ những cái phương pháp hay lên, từ từ nhiều người biết đến họ, thì dần 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 họ sẽ có nhiều cái ảnh hưởng khác đó, và họ có thể là có nhiều cái hợp tác hơn với những người khác, ví dụ hợp tác về bán hàng, hợp tác về đào tạo, hợp tác về những vấn đề khác liên quan đến cái ngành nghề mà tôi đang chia sẻ. Đấy, từ đó thì họ sẽ phát triển hơn. Ok. Rồi, nói chung là mình sẽ chia sẻ tất cả những nội dung. Các bạn có thể là chưa xem lúc này, nhưng có thể là về là chúng ta xem lại, share về tường để chúng ta xem lại, thì nó tốt cho các bạn thôi. Mình cũng gói gọn trong cái thời gian, không cần không quá lâu quá truyền tải. Thực ra thì mình rất là mong chờ các bạn đặt câu hỏi, nhưng có vẻ như là đây là cái chủ đề cũng
mới và chưa có nhiều cái để chúng ta hỏi lắm. Thì không sao, đó là chuyện bình thường các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ biết được cái một phần nào qua cái sự chia sẻ của mình, sẽ biết được cái vấn đề đó là cái thương hiệu cá nhân cũng mang tính chất quan trọng không kém cái việc mà mình trước khi vào kinh doanh hoặc là trước khi mình làm doanh nghiệp, là cái thương hiệu cá nhân của mình, hoặc là khi mình đã làm doanh nghiệp rồi thì thương hiệu cá nhân của bạn cũng rất là quan trọng. Từ đó chúng ta có cái định hướng và có cách xây dựng. Thì trong phạm vi của mình, nếu mà có thể hỗ trợ các bạn được trong cái mảng nào đó, bạn cần hỏi về kênh dù là Facebook, về Zalo, về YouTube, phát triển sao, xây dựng kênh sao để mình có thương hiệu cá nhân, thì cứ liên hệ với mình. Trong phạm vi khả năng của mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ các bạn, chỉ sợ là không ai hỏi thôi, đúng không? Rồi, nói chung là mình có lòng chia sẻ. Hy vọng là sau này các bạn sẽ có thể là phát triển được cái thương hiệu của mình hơn, và biết đâu đó trong những bạn xem được video clip này ngày hôm nay, một ngày không xa các bạn cũng sẽ trở thành một người có thương hiệu và cũng thành công trong lĩnh vực mà các bạn đang theo đuổi. Ok vậy ha. Nếu các bạn có câu hỏi đó, cứ đặt comment dưới cái livestream này thì mình vẫn sẽ trả lời các bạn được, không vấn đề gì cả đó. Thì hy vọng là mình sẽ có những chia sẻ sâu hơn về từng cái kênh nãy giờ mình làm. Thì thỉnh thoảng mình mới làm clip như thế này, hy vọng là gần sau các bạn đặt câu hỏi nhiều nhiều xíu để cho mình có thể là chia sẻ nhiều hơn. Không đặt câu hỏi thì mang chất tương tác một chiều quá. Ok, chào Phạm Hùng, chào Ngọc Khắc Đạt. Rồi, vậy ha, 40 phút thôi, làm dài quá thì các bạn sẽ cảm thấy là sẽ hơi xa xíu. Vậy ha, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo về các lĩnh vực liên quan đến về marketing hoặc là về liên quan đào tạo. Ok, chào các bạn, hẹn gặp lại cho các bạn trong các video tiếp theo. Xin mời cúp nha.